Hân vui và sự ổn cô mi dôm xung chương trình chia nhai tròn cho ro với sóng VTV5 của Đài truyền hình Việt Nam. Xung chương trình này hẹn quân cô tèn bấy lầm á lì hẹn. Covid mít sinh khá anh sấy gọi lâm viêm. Ôm đắng da, tách bệnh miệt của con vây. Nhất là con vây trâu từ cái tờ môn Euro ngai và vô gung. Ở lo lắm nọ mà ôm xị trâu ở play cái hầm năng ti coi xăng mà nọ cái gọi lâm nhấn tiền tách bộ bỏ trâu từ cái tờ môn Euro ngai. Ở lối lâm viêm của Covid mất sinh, mạng bà lây ôp xị trâu, ghét tầm bay ở vi, nhịp phòng dịch ở lẹ cả tụ. Sân ở bà lây, tất sân vi ru ngai, tiền tách lâm ở vơ tập chi, coi sang ôp xị trăm ca, các mạng bộ y tế tập chi. Ôp gia sân vi ôp bạch, tập ăn ngăn, xị lâm phòng dịch. Bạch xạ sự vọ sân vi, đắng xạ ngai, ghé lâm ộp phun tọ viêm ghét tà lục về các mặt liên quan đến phòng chống dịch sĩ phòng dịch áp vụng và gần nan ghét tầm bấy vi cả tụ ộp tên tắt bộ ở trâu từ cái tầm môn coi sang sĩ phòng covid medicine mà nọ ộp xa của bộ ở cái tên tắt nọ là lâm áp vơ tập lục xung ráo cây áp vụ kết bấy lâm cụ thu tấp mạnh của tầm môn chơ ro chăm Khmer bộc ọt kết phòng dịch đắng bộ lục bấy lâm cụ thu tấp á ộp sung nhi. Trong 6 tháng đầu năm thì có các cái lễ hội của người chơ ro, người chăm và đồng bào Khmer. Đồng bào Khmer thì đồng bào rất là hưởng ứng và chấp hành nghiêm các cái quy định về chống dịch, không tổ chức các cái lễ hội Tết truyền thống của đồng bào mà chỉ tổ chức ở trong nội bộ, trong cơ sở thờ tự, rồi trong gia đình, trong nhà văn hóa của ấp. Nhưng bay tầm môn ôp bạch nhị tạ, tầm môn ôp bạch ở tây dân, mạ bà lây ôp xị trâu, ôp giá lâm dơ nơm vu hàng nay. Tiết tên tắt bấy lâm phòng sĩ lâm bệnh, đang lúc ở bà lây á liên. Xa ghép bạch an của ơ vơ đăng gụ sự vọ tu tấp gọi tổ môn mà hẹ ghép tên gọi bờ đầu tần kẻ ghép lầm già tên tắt bộp ọ trâu từ cái tổ môn tên tắt ơ vi cả tụ ghép bộp ọ trâu từ cái tổ môn ở nọ cái vụ dịch dịch hay là từ khi mà chăng cái vụ dịch hay là bỏ trào vườn cho này khó chăng ở đây này yết sẽ lấy xuống ấp xuống làng vườn là nó cái tivi cái đài nữa này bỏ này yết chăng ngay cái vụ bệnh dịch covid thấy mất sinh này này sẽ lúc bị tròn hào tệ rồi lúc bị tròn nó nhăn tàu khảo tràng nữa thì vẫn xin cái nội vẫn không mừng về cái ốp khu chụp xa nữa và bề mơ nữa thì này cũng phải hành hành nhưng mà trước khi hành lúc tròn nó nhăn tàu khảo tràng anh tàu khảo tràng này lúc nào ốp cũng như số bỏ con tàu vẫn sẽ ốp công nhân nữa là nếu chỗ nào mà đứng gạch đỉnh ví dụ dịch chạy thì này cũng nhăn không ốp là nếu mà công ty nhà nếu mà lệnh dịch chạy thì công ty gọi thì này cũng hành ốp xịp lậu quá. À, trước mắt là xuống hai bên chặt cái nọ mà hẹn ở bình hòa thì thấy chăng chăng xuống hai bên cái nọ khác ở riêng ở bình hòa còn toàn thành nọ rồi có tàu bình nó chăng này yên tôi khẳng định là cái điểm tập trung khi xài hai lúc chở đó nó lúc chở cơ đội sĩ xa như nó thì ở chợ này cái lòng mà loa đại trưởng thành nọ này cái này chăng này xài này xịn nó khơi cái nhà khơi cái cái nọ về không phải chấp hành một về cái nọ quân hay bên ngoài ra y muôn cũng nào cơi đầu phải dụ bị dịch nó mới vừa đang lò cũng có phun nước vừa nào có nhà phun nước mà cứ sao